chị đã đến với phố nghèo trong một buổi Giáng sinh. Chúc các anh chị gia đình mình một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang thịnh vượng. Và sau đây để mở đầu chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Thanh Sơn, Cho đời chút ơn. Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ. Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa, làm đời lá bay trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi cho em nhờ. Mỗi thiên đường hó chim quyên, ôi tóc trầm ướp vai. Chân người bước chậm chậm, hãy còn bước đi cho mình đến sớm, cho đời chút ơn biết tà áo nọ. Em là phấn thơm cho rừng chút hương, là lời hát ca cho trần gian. Dưới đường phố kia có người nhớ nằm mong suốt đêm trong thiên đường. Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ. Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa, làm đời lá bay trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi cho em nhờ. Mỗi thiên đường hót chim quyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm. Ta nghe lời rất mênh mông trong chân người chậm, hãy còn bước đi cho mình đến sớm, cho đời chút ơn biết tà áo đỏ. Em là phấn thơm cho rừng chút hương, là lời hát ca cho trần gian. Dưới đường phố kia có người nhớ em, nằm mong suốt đêm trong thiên. Ướp vai thơm, ta nghe lời rất mênh mông trong chân người bước chậm chậm. Mỗi thiên đường hoa chim quyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm. Ta nghe lời rất mênh mông trong chân người. Cảm ơn kênh các chị rất nhiều. Cảm ơn anh Huấn.